Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 25. Không còn có thể nhìn rõ ai nữa, cũng không thấy rõ đồng phục nữa, chỉ còn cái mũ và tiếng nói để giữ sự liên lạc giữa mọi người. Hầm đã sập từ lâu, mặt trận chỉ còn là một dải những hầm hố bom đạn cài lên. Bây giờ chỉ còn có đêm dài, máy bay gầm thét, súng nổ, bùng giọt lên cao như núi và mưa như trút nước. Trời đã sập vì bom đạn, chỉ còn có mưa thác lũ bom và đạn. Đèn rọi móc mỏi mái đám mây rách mướp, cao xạ nổ rền, chân trời rung rinh sau những tiếng nổ. Máy bay bốc lửa như bó đuốc lướt qua đêm như sao chổi. Từng con sứa lửa bùng lên lại tắt đi trong không thẳm. Đã 12 ngày nay tình thế găng như vậy, mặt trận đứng vững trong 3 ngày, pháo đài chịu đựng được trọng pháo không hư hại mấy. Như rồi, những công sự ở gần địch nhất bị tiêu hủy. Chiến xạ địch chọc thủng phòng tuyến tiến thêm vài cây số thì ngưng lại vì đụng độ với những dụng cụ chống chiến xa. Sáng hôm sau còn thấy cháy, có cái bị lật ngược lên như những con bọ hung khổng lồ. Từng đội quân tiến lên để đặt lại dây điện thoại, làm việc ở một chỗ trống trải trong 2 giờ chết mất một nửa nhân số. Từng đợt quanh tạ cơ từ trên trời nhào xuống làm thịt các pháo đài. Trong 6 ngày, phân nửa các pháo đài không dùng được nữa, chỉ có thể dùng để núp. Đến ngày thứ 7, quân Nga xung phong nhưng bị đẩy lui, rồi mưa xuống như thác lũ. Người ngõm nôm không còn ra hình thù gì nữa. Họ bò trong những hầm hố bùn lầy như ốc sên đồng một màu xám. Toàn quân chỉ còn được 2 khẩu đại liên đặt trên lô cốt đã bị phá hủy và vài khẩu súng cối. Một vài người núp dưới hố hay sau manh tường. Ra hơi chỉ huy một lô cốt, Max chỉ huy lô cốt kia. Họ giữ được vị trí ấy trong 3 ngày dưới trời mưa tầm tã. Đến ngày thứ 2 đã gần hết đạn, quân Nga chỉ việc tiến vào là xong, nhưng họ không xung phong. Đến chập tối, máy bay Đức nhờ còn chút ánh sáng ngày thả dù xuống lương thực và đạn dược. Đến đêm thì quân tiếp diễn đến. Công binh đập dội ủ đất và thân cây, đại liên và súng cối đặt thành dàn. Một giờ sau có trận xung phong của địch, vị trí bị đánh bất thần. Một số lựu đạn không nổ, quân Nga lăn xả vào. Qua làn sáng và tiếng nổ tạc đạn, Crapper trông thấy một cái mũ đặt trên đôi mắt trắng giả và cái miệng đen thui. Một cánh tay bật ra khỏi người như một cành cây tươi đen thui. Y giật lấy một trái lựu đạn trong tay một người tân binh đứng đằng sau ném về phía hình người trước mặt. Lựu đạn nổ, y quay lại bảo ngã kia: "Xoay dần ốc cái người ta chứ đừng nhắm mắt mà lôi thế." Trái lựu đạn thứ hai không nổ, y thoang nghĩ: "Phá hoại, tù bên xưởng đúc đạn phản mình rồi." Ném một trái khác rơi tổng xuống bùn trong khi lựu đạn của Nga bay đến. Không khí chuyển động và tiếng nổ phát ra trong khi một lớp bùn trùm kín hết người Crapper. Y nhổm dậy bảo người tân binh: "Mau, trái lựu đạn khác." Chỉ khi không nghe tiếng trả lời, y mới quay lại thì không thấy ai nữa. Đám bùn lỏng dưới hố sâu máu đỏ ngầu. Y tò tay xuống hố, lôi lên một cái dây lưng và tháo lấy 2 trái lựu đạn. Vừa định đứng dậy lại thay 2 bóng đen đi qua đầu và vượt qua hố. Y lại ngồi xuống, bị nhốt ở đây như con chuột rồi. Y leo lên rìa hố, không động đậy thì bùng bám đầy người làm cho không ai trông thấy. Một trái sáng làm hiện rõ xác người tân binh, người anh ta tan nát vì anh ta đỡ hết cho Crapper. Y nằm dài ra, đầu áp xuống đất, khẩu đại liên ở lô cốt bên phải nhả đạn, rồi đến lượt ở lô cốt bên trái. Trong lúc liên thanh hoạt động thì y chưa đến nỗi nguy. Liên thanh bảo vệ cho cả khoảng đất giữa 2 lô cốt, giả chăng không thấy quân Nga xuất hiện. Chỉ có một vài người lẻ tẻ, chắc là đủ vượt qua hàng rào. Mình phải đến gần một lô cốt, đầu óc y rối beng, y gần như đã chết một nửa. Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một vài ý nghĩ hiện lên sáng sủa hoàn toàn. Đó là sự khác biệt giữa một người lính tinh nhuệ và một người lính tân binh. Sự kinh khủng làm người lính mới tê liệt hẳn. Rapper biết rằng mình vẫn còn mưu kế cuối cùng là giả bộ chết nếu quân Nga đến. Khó lòng mà trông thấy mình trong đám bùn lầy. Tuy nhiên càng đến gần lô cốt, sau này càng có hy vọng trở về đơn vị. Y nhảy sang một hố bên cạnh, nằm ép xuống đất rồi ngã xuống một hố nước. Một lát sau lại bò đi. Đến hố sau thấy có 2 xác chết. Y nằm đợi sau khi nghe tiếng lựu đạn nổ và có lửa sáng ở pháo đài bên trái. Bây giờ họ tấn công cả hai bên, liên thanh nổ dồn.
Lát sau lũ đạn im hơi, những trên lô cốt súng vẫn bắn. Rapper tiến thêm nữa. Y biết rằng quân Nga sẽ còn tấn công. Quân Nga sẽ cho rằng những hố lớn có người núp. Tốt hơn là chọn những hố nhỏ. Y kim một hố nhỏ và đứng đợi. Mưa rào đổ xuống, liên thanh im bặt. Bây giờ pháo binh Nga mới lại hoạt động. Một trái đạn rớt trúng lô cốt bên phải. Lô cốt hình như cất bổng lên không. Mặt trời mọc lên, ẩm ướt và nóng hổi. Harper tìm được Sao ơ và hai người tân binh sau một chuyến xa hư hại trước khi trời sáng hẳn. Sao ơ chảy máu mũi lên láng, một trái lựu đạn nổ ngay cạnh anh ta. Một tân binh dở bụng đang lấy tay cầm khúc ruột. Nước mưa rơi vào mà không có gì để bó lại. Vả chăng bó cũng vô ích. Chết được càng sớm càng hay. Người tân binh khác gãy chân và té xuống hố. Không biết chỉ có nước với bùn mà sao té đến nỗi gãy chân được. Trong một chuyến xa bể tung, người ta còn thấy xác đen thui mấy người xạ thủ. Xác một người dắt dẻo trên nửa xe, nửa dưới đất. Một nửa mặt bị cháy, nửa kia sưng húp, tím bầm, nứt nẻ, hàm răng trắng lờ mờ như phấn huyết bản. Một liên lạc viên đến pháo đài bên trái hô lên: "Tụ họp lại pháo đài, còn ai ở trong hố không?" Không thể biết được, có cứu thương không? Chết hay bị thương cả rồi. Liên lạc viên bò sát đất lui ra. Rapper bảo người bị lòi ruột: "Để kiếm thêm cho anh ta một y tá, nếu không chúng tôi đi tìm đồ băng bó, chúng tôi trở lại ngay." Người bị thương không nói gì cả, y nằm co quắp trong đất ẩm, hai môi tái nhợt. Rapper bảo người gãy chân: "Bùn nhiều quá không thể kiếm được miếng giải bố, anh tựa vào chúng tôi mà nhảy theo bằng chân kia." Họ kéo nhau từ hố này sang hố khác, đi rất chậm. Một bước đi, người bị thương rên la, đến sau chân y trẹo đi không bước được nữa, đành phải bỏ lại gần một bờ tường. Hai người để chiếc mũ của y lên trên cho dễ nhận. Hai cái xác người Nga nằm ngay bên cạnh, một người mất đầu, người kia nằm sắp trên vũng máu. Hai người trông thấy nhiều người Nga khác rồi đến người Đức. Đại tá Raher bị thương, cánh tay trái quấn tạm một miếng băng. Ba người bị thương rất nặng, quấn trong tấm bố để dưới trời mưa. Một giờ sau, một chiếc tàu bay là ném vài gối xuống, nhưng rớt quá gần phòng tuyến Nga. Thêm 7 người nữa về đến nơi, những người khác tụ tập ở lô cốt bên phải. Trung úy Max bị giết, trung sĩ Redker bấy giờ cầm quyền chỉ huy gần như không còn đạn, súng cối không dùng được nữa, nhưng hai khẩu đại liên và hai khẩu tiểu liên còn xài được. 10 người quân cảnh đến nơi, mang theo đạn dược, đồ hộp và cán để khiêng thương binh. Hai người khiêng thương binh đi được độ 1 năm trước thì trúng đạn tan xác. Suốt buổi ấy, đạn trọng pháo bắn sang, cắt đứt liên lạc với hậu tuyến. Đến trưa, trời hết mưa, mặt trời hé rạng làm oi bức ngay, đất bùn bắt đầu nứt nẻ. Raher nói, họ sắp tấn công bằng chiến xa nhẹ, nếu không mang súng chống chiến xa lại thì nguy. Bom vẫn dội xuống, quá trưa một chiếc phi cơ vận tải xuất hiện, nhiều chiếc khu trục hậu tống. Máy bay địch xuất trận, hai chiếc bị hạ, rồi đến hai chiếc khu trục hậu tống phát quả rớt xuống. Chiếc phi cơ vận tải phải quay đầu lại, họ thả đội tiếp tế xuống xa hơn, ở phía sau. Máy bay khu trục vẫn tiếp tục chiến đấu, tuy bay nhanh hơn, nhưng một phải địch với ba, họ đành phải rút lui. Ngày hôm sau, xác chết bắt đầu thối. Harper đã tìm được một chỗ trong pháo đài, còn được 22 người. Redeker cũng tụ tập được một số là 120. Họ ngồi lao chùi súng, bùng dắt vào mọi chỗ. Harper không nghĩ gì nữa, nhưng chỉ còn như cái máy, biết ăn, ngủ, chờ đợi, tự nhiên phản ứng đúng mức khi có nguy hiểm. Sáng hôm sau, chiến xa xuất hiện. Suốt đêm trọng pháo, súng cối và đại liên đã cô lập được mặt trận với hậu tuyến. Đường dây điện thoại luôn luôn được sửa lại. Trọng pháo Đức chỉ yếu ớt so với trọng pháo Nga. Pháo đài trúng đạn 2 lần nữa nhưng vẫn đứng vững. Thực ra chỉ còn là một khối xi măng lắc lư trên mặt bùn lầy như con thuyền trong cơn bão. Nửa tá đạn sát nách đã làm nền móng lung lay. Mỗi lần nổ, người ta lại bị ném mạnh vào tường. Harper bị toạc mất một miếng vai nhưng không có thì giờ băng bó. Chỉ kịp đổ xuống một chút rượu cô nhắc vào vết thương. Chiếc khảo đài vẫn đảo đông đảo địa. Không còn con thuyền trong cơn bão nữa. Bây giờ là chiếc tìm thủy đỉnh bập bồng dưới đáy biển, đèn đốm tắt hết. Thời gian cũng không còn nữa. Thời gian cũng bị bom tiêu hủy. Người ta
ngồi dí trong bóng tối mà đợi. Đối với Harper, không còn thành phố nhỏ y vừa sống cách đây mấy ngày, không làm gì còn nghỉ phép, chưa bao giờ có Elizabeth, chỉ còn một giấc mơ vô nghĩa, sự chết và sự sống. Chỉ còn cái pháo đài tối tăm và gian dồn tiếng sống. Chiến xa nhẹ chọc thủng phòng tuyến vào, theo sau là pháo binh. Người ta để cho chiến xa đi lọt, rồi khai quả vào pháo binh. Nòng súng đã đỏ lên, nhưng vẫn bắn. Pháo binh Nga phải im tiếng, hai chiếc chiến xa lại gần. Vì không có súng chống chiến xa, nên nó tiến dễ dàng. Sườn sắt dày quá, súng liên thanh vô hiệu, chỉ còn cách nhắm vào cửa mà bắn. Nhưng mai mới trúng được, chiến xa tìm cách ra khỏi tầm súng rồi đến một nơi nó khạc đạn. Pháo đài rung rinh, bên trong bê tông nứt rạn. Rennecker hô lên, lũ đạn, Hy cầm một bó để lên vai, rồi tìm lối ra. Giữa hai loạt súng, y thoát ra được, Rahe ra lệnh, liên thanh nhắm chiến xa làm đích. Rahe định bắn yểm trợ cho Rennecker để anh ta lượn đường vòng đến gần chiến xa, dùng lũ đạn phá hủy. Hy vọng rất mong manh, chiến xa đã khai quả, nhưng một lát thì một chiếc im bặt không ai nghe rõ. Immelmann la lên, trúng rồi, không phải là một người cộng sản chiến đấu cho đồng chí nữa, bây giờ là y là người chiến đấu để tự vệ. Chiếc chiến xa dừng lại, đại liên tập trung quả lực vào chiếc xe, chiếc kia quay lại rồi biến mất. Rahe nói, có 6 chiếc vượt phòng tuyến, chắc rồi chúng sẽ trở lại, bắn cho thỏa thích, phải cản đường pháo binh của họ. Rennecker đâu rồi? Immelmann hỏi trong lúc im tiếng súng, không ai trả lời. Rennecker không bao giờ trở lại. Họ giữ vững suốt buổi qua trưa. Pháo đài gần như nát vụn, nhưng đại liên vẫn hoạt động, tuy thưa thớt hơn. Đạn dược cạn dần, người ta mở đồ hộp ra ăn và lấy nước ở một cái hố gần bên. Heislein bị một viên đạn xuyên qua tai. Trời nóng bức, trời vẫn mây sáng chói. Pháo đài nồng nạc mùi khói và máu, bên ngoài xác chết đã trương lên, người nào ngủ được thì cố ngủ một chút, không ai biết còn lối rút lui hay là đã bị cắt đứt rồi. Đến tối, lửa cháy lan rộng rồi tắt hẳn, mọi người xô nhau ra ngoài, đợi một cuộc xung kích, không có gì cả. Yên lặng trong 2 giờ đồng hồ, chờ đợi trong sự im lặng như thế còn mở sức hơn là lâm chiến. Pháo đài chỉ còn là một khối bê tông giống sắt, không ra hình thù gì cả. Đành phải bỏ, có 6 người chết và 3 người bị thương. Đến 3 giờ sáng, họ thử ra ngoài, họ kéo được một người bị thương đi vài trăm bước thì y tắc thở, bây giờ mới bỏ lại. Quân Nga lại đánh, đơn vị còn 2 khẩu liên thanh, họ đã lên miệng hố và đẩy lui địch, xong rồi lùi lại. Quân Nga tưởng họ còn đông và nhiều súng đạn, chính vì thế mà họ thoát chết. Đến lần nghỉ sau, Sauer bị đạn trúng đầu chết ngay, xa xa một chút. Hysen ngã gục ra đằng trước, rồi dần dần quay lại và không động đậy nữa. Rapper kéo y xuống một hố, cả hai người cùng lăn xuống, ngực Hysen bị đạn xuyên qua. Rapper lấy trong túi y ra cái bóp đã đẫm máu. Bây giờ thì chẳng cần phải cải chính giấy báo tin của Steinbrenner gửi cho mẹ Hysen. Họ về tuyến thứ nhì, chẳng bao lâu họ nhận được lệnh tiếp tục rút lui. Đơn vị được rút về không phải chiến đấu nữa. Họ tập hợp lại xa cách nơi trước vài cây số. Đơn vị chỉ còn có hơn 30 người. Ngày hôm sau, diễn binh đến lại tăng nhân số lên 120. Harper lại gặp Frisenburg trong một bệnh xá ở thôn quê. Một cái nhà gỗ cất tạm, anh ta bị nát chân trái. Họ muốn đưa đi, thầy thuốc cù lần quá, không biết làm gì hơn. Tôi được phép tán cư vào ngày mai. Tôi muốn được ông thầy kinh nghiệm hơn, xem lại trước khi định cưa hẳn. Frisenburg nằm ở một góc giường cạnh cửa sổ trông ra cánh đồng. Đồng cỏ điểm hoa xanh, đỏ vàng, bạt ngát tận chân trời. Trong nhà nồng hắc mùi nước tiểu, thuốc mê và chết chóc. Frisenburg hỏi, bây giờ đại quý ra hơn thế nào? Bị thương cánh tay, xương không gãy. Ông nằm nhà thương à? Không, ông muốn ở lại với anh em. Tôi cũng ngờ ông ta sẽ làm thế. Frisenburg nhăn mặt. Một nửa mặt mỉm cười, còn nửa kia có cái sẹo lớn không để lộ gì cả. Có những người như vậy đó, Rahe thuộc số người ấy. Sao vậy? Ông ta chán cuộc đời rồi, không còn hy vọng gì nữa, không tin tưởng gì nữa. Rahe nhìn bộ mặt xăm xịt. Còn anh, tôi thì tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ phải tính cho xong chuyện này đã. Y nói rồi chỉ cái chân đau. Một làn gió ấm áp và thơm tho từ ngoài cửa đưa vào. Lạ nhỉ, bì bõm trong tuyết thì người ta đâm ra tin tưởng rằng
ở xứ này không làm gì có mùa hạ ấy, thế mà bây giờ nó đến bất ngờ thế đấy. Ở nhà thế nào tôi cũng không biết, tôi không thể nói liền hai mảnh rời lại với nhau, nghỉ phép và mặt trận. Lúc đầu thì còn được, bây giờ thì khác nhiều quá rồi, tôi không biết đâu là sự thật, bây giờ còn ai biết nữa. Trước thì tôi tưởng rằng tôi biết, ở nhà cái gì cũng rõ ràng, nhưng chỉ biết trong ít lâu, và bây giờ xa rồi, bây giờ tôi cũng yên chí rằng mình không giết người nữa. Không phải chỉ có mình anh, thì vẫn thế, anh đau lắm không? Vicenua lắc đầu, ở đây có thuốc tê, thật không ngờ người ta mới chích cho một mũi, vẫn đau đấy, nhưng hình như là người khác đau. Tôi còn 1 hay 2 giờ nữa để suy nghĩ, có chuyến xe quả cho thương binh không? Không, chỉ có xe hơi cứu thương chở tới trạm y tế gần nhất. Anh sắp đi rồi, chỉ còn có mình tôi là cụ trào trong đơn vị. Có lẽ họ sẽ chữa cho tôi lành lặn rồi lại gửi về đây. Hai người nhìn nhau, họ đều biết rằng không thể có chuyện ấy, Prisambur nói. Tôi vẫn thử tin như thế, ít nhất trong những giờ có thuốc tê, một giai đoạn sống kể ra thật ngắn ngủi ha. Rồi thì xảy ra cái gì mình không biết trước được. Tôi ra trận chiến này là lần thứ 2 rồi. Sau này anh định làm gì? Anh có tính làm gì sau này không? Prisambu khẽ mỉm cười. Trước hết tôi phải biết rõ họ định xử trí thế nào với trường hợp tôi. Lúc này tôi chỉ biết chờ đợi. Tôi không nghĩ rằng sẽ được giải ngũ. Tôi tin rằng còn lâu rồi họ sẽ lại giữ tôi ở lại để dâng toàn quản đời sống mình cho họ. Bây giờ họ mới chiếm được một nửa. Tôi phải làm quen với ý nghĩ ấy. Rắc rối lắm. Tôi đã định làm cho những chuyện khốn nạn này không dây dưa gì đến tôi nữa. Tôi sẵn sàng trả giá ấy, tôi không nói gì đến nữa. Bây giờ mình lại xa lầy, ngập đến tận cổ. Người ta sẽ cho rằng chết là hết, chết xóa bỏ hết. Cái gì đến lúc chết cũng thế thôi. Nhưng nói thế là nói tầm bậy. Tôi mệt lắm anh à, tôi sẽ cố gắng ngủ một chút trước khi lại cảm thấy mình tàn tật. Chúc anh may mắn. Y đưa tay ra bắt tay Crapper. Crapper nói, chúc anh may mắn. Y lại nói tiếp, tôi cứ làm như mình là mảnh gián, muốn trôi đâu thì trôi. Dễ lắm, cứ việc làm theo bản năng, sinh sống, tối sơ. Ngày xưa thì khác, ít ra người ta cũng tin tưởng rằng mình còn một chỗ kín đáo trong tâm hồn để hy vọng, để được tự do. Nhưng không sao, dầu sao người ta vẫn có thể tự ý muốn chấm dứt cuộc đời, nhưng không bao giờ người ta nghĩ đến cả. Tuy nhiên, ta thử nghĩ xem, đó là một năng khiếu trời phú cho, cũng như trời làm cho ta có lý trí vậy. Harper lắc đầu, Grisimber mỉm cười nửa mặt và nói, anh có lý, đây không phải là một giải pháp, tốt hơn hết là hành động để những thảm họa đừng tái diễn. Grisimber ngã đầu xuống gối, bất thần anh ta ra vẻ đuối sức khi Harper trở lại như trước. Khi ra ngoài thì hai mắt Grisimber đã từ từ nhắm lại. Harper trở về làng, hoàng hôn nhuộm phớt hồng trời chiều hạ, đã hết mưa, bùng khô lại. Cây cối và hoa lá thi nhau mọc kín các ruộng bỏ hoang. Ngoài mặt trận, tiếng súng nổ vẫn vang động. Tất cả cái gì cũng lạ lùng, không cùng một kích thước với một chút gì quen thuộc. Rapper biết cảm tưởng ấy, y đã nhiều lần cảm thấy trong những đêm bất thần tỉnh dậy, không biết mình ở đâu. Hầu như rớt ra ngoài thế gian và một mình bồng bềnh trong đêm dài vô hạn. Ảo giác không lâu, y tìm thấy ngay một điểm tựa, một cây mốc. Nhưng mỗi lần như thế vẫn để lại một niềm khắc khoải sợ rằng không có ngày trở lại trái đất. Y không sợ gì cả, y chỉ co rúm lại thôi, như đứa trẻ xa lạc vào rừng hoang mong mênh. Y đút tay vào túi và nhìn quanh, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, tàn phá, ruộng hoang, cảnh mặt trời lặn xứ Nga, và xa xa bắt đầu thấy rõ ánh lửa tái mét ngoài mặt trận. Tất cả vẫn còn nguyên đấy, và cũng như những buổi chiều khác, thất vọng, giá băng như đâm thủng trái tim. Y sờ thấy bức thư của vợ trong túi, lời lẽ nàng dịu dàng thân thiết, mang mát hương tình. Nhưng đó chỉ là ánh lửa ma chơi trên đầm lầy, y càng tiến lại gần đầm lầy càng tối tăm mù mịt. Y đã thắp một ngọn đèn trước khi xây được nhà. Ngọn đèn sáng trong một túp lều đổ nát, không làm cho ấm áp mà chỉ làm cho thêm vẻ quạnh hiu. Y đã làm việc nhanh quá, vội quá, bây giờ y mới biết thế. Y đã cố gắng không nhìn sự vật như vậy, nhưng rốt cuộc phải chấp nhận một điều hiển nhiên. Tất cả những cái đằng xa nâng đỡ mình, giúp mình sống, đem lại cho mình một điểm tựa, một mấu chốt, lại làm cho mình thêm cô lập. Điểm sáng yếu ớt làm ấm lòng, đồng thời cũng làm mềm lòng.
đó chỉ là một chút hạnh phúc riêng rất mong manh, một cái kim biến dạ giữa đồng lầy mênh mông đau khổ và thất vọng. Y mở thư vợ ra đọc lại một lần nữa. Tia nắng quái chiều hôm nhuộm hồng tờ giấy, y đã thuộc lòng rồi, nhưng còn đọc lại, sự cô đơn đè nặng xuống lòng như một phiến chì. Hạnh phúc tình yêu đã quá ngắn ngủi, y đã bất lực trước sóng đời mạnh như thác lũ. Hạnh phúc trong lòng mấy ngày nghỉ phép, nhưng đời lính phải tính bằng những ngày chiến đấu, chứ đâu có tính bằng những ngày nghỉ phép. Y cất thư vào túi áo, cùng với thư cha mẹ tìm thấy ở văn phòng. December đã có lý, không nên nghĩ ngợi gì cả, phải khiêm tốn mà bước từng bước đi, chứ đừng đặt câu hỏi về số mệnh, sống còn hay tử vong. Nguy hiểm xưa nay vẫn có những cái bó buộc tỉ mỉ và đích xác, tại sao cứ phải nghĩ mãi đến Elizabeth làm như đã mất hẳn nàng rồi. Nàng vẫn còn sống, thư của nàng trong túi kia thôi, đã trông thấy làng, làng vắng tanh và trơ trụi, những làng mạc này hầu như không bao giờ người ta muốn tái thiết. Một lối đi giữa hai hàng cây đưa đến một căn nhà sơn trắng, hẳn là trước kia xung quanh có vườn, đó đây một vài bông hoa quý ở giữa bụi cỏ dại, một pho tượng dựng gần một hồ nước động, tượng hình thần băng thổi sáo, nhưng tiếng sáo thần đã im bặt từ lâu. Trong vườn quan, một vài tân binh hay những trái anh đào còn xanh.